xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Quả Táo Đỏ được phát sóng vào lúc 16:50 chủ nhật và 20 giờ thứ hai hàng tuần trên HTV7 với sự đồng hành của nhà tài trợ Nanny. Và bây giờ em Thảo xin được giới thiệu cùng quý vị những vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chị Đỗ Thị Hòa là chuyên viên tư vấn tuyển dụng của công ty First License. Xin chào chị. Và xin được giới thiệu anh Nguyễn Mạnh Lương, giám đốc kinh doanh cao cấp của công ty bảo hiểm tài chính Manulife. Xin chào anh ạ. Và bây giờ anh Thảo xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả đến với một đoạn phim sau đây. Dạ, dạ. Ôi. Dạ. Ôi, lại đi nhậu nữa phải không? Tỉnh nữa rồi. Dạ, đúng rồi, không nghĩ xấu hả chồng. Nói chuyện với chồng là làm như luôn luôn xúc phạm thì phải. Làm gì mà xúc phạm? Không sao, vợ nói chuyện với chồng, vợ đứng im, cái sầu quần cho quần thẳng rồi. Lạ chồng sầu quần á, đứng im coi. Không chết à, chồng hư lắm vợ. Thôi được rồi, bây giờ nè, đi vô toilet, rửa mặt rửa mũi cho tỉnh táo rồi ra ăn cơm nữa. Người ta chờ con từ sáng tới bây giờ đó. Đi lẹ lên. Mà nè, nhớ không được lộn toilet đi cái tủ lạnh đó. Hôm nay là vợ phải khen chồng nha. Sao? Chồng không có lộn toilet mà tủ lạnh nữa. Vậy thì tốt, vô đi. Nhưng mà chồng thích quá thì sao hôm nay trong cái toilet vợ treo nhiều quần áo rồi nè. Trời ơi, cái tủ quần áo. Hả? Thật chết à. Thưa quý vị, xưa có câu nam vô tử như kỳ vô phong, nay lại có câu phải nhậu tới bến mới thấy khí phách của đàn ông. Tuy nhiên đó chỉ là những lập luận của những ông chồng thích đi nhậu, thích đến với bàn nhậu mà thôi. Còn với chị em phụ nữ chúng tôi thì rõ ràng chuyện những ông chồng đi nhậu là những câu chuyện dài không bao giờ nói hết. Và dĩ nhiên chúng tôi không thích chồng đi nhậu một tí nào. Đó là chủ đề mà ngày hôm nay Quả Táo Đỏ muốn đề cập, đó là vấn đề chồng thích nhậu. Và đến với chúng ta ngày hôm nay thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phỏng vấn vị khách nữ đầu tiên của chúng ta trước. Chị Hòa thân mến, là phụ nữ, chị có biết tại sao mà đàn ông thích nhậu không ạ? Mình nghĩ thì cũng bình thường thôi. Phụ nữ mình thì cũng có những lúc mình cũng muốn ngồi lại với nhau để nói những cái chuyện gì đó mà bình dân thì ta hay gọi là tám. Thì đàn ông thì người ta những cái lúc rảnh rỗi người ta cũng muốn ngồi lại với nhau để mà nói những cái chuyện xã hội, những chuyện trong cuộc sống của họ mà họ không, mà họ muốn chia sẻ với nhau. Thì mình nghĩ cái đó là trong bàn nhậu là cái nơi dễ nhất mà người ta có thể nói chuyện. Tại sao chị nghĩ là trong bàn nhậu thì mới có thể nói chuyện được với nhau ạ? Tại vì cái nơi mà người ta uống rượu vào hoặc là người ta uống bia vào thì người ta lại có một cái gì đó phấn khích thì người ta lại thích nói chuyện ra. Rượu vào lời ra. Đó thì ngày xưa dân gian mình cũng hay thường nói cái câu là rượu vào thì lời ra. Thì mình nghĩ là cái nơi đó là cái môi trường cũng như là cái nơi để mà mọi người đàn ông mà người ta thể ngồi lại với nhau để mà người ta thể nói chuyện, bàn tán hoặc là nói những cái chuyện chia sẻ với nhau. Chị Hòa thân mến, nếu như mà khi mà chị đi làm về tất bật với chuyện gia đình như nấu cơm, lo cho con cái, làm rất là nhiều những công việc không tên khác, nhưng mà chồng chị vẫn đang bù cú với bạn bè ở đâu đó, đang ngồi trên bàn nhậu, thì phản ứng của chị như thế nào? Nếu mà mình vô trường hợp như vậy thì thật sự chắc là mình cũng sẽ giận. Yeah. Và cũng sẽ tức giận và nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình giận thì thứ nhất là mình luật mình, bản thân mình là đã thấy khó chịu nhất rồi, thứ hai nữa là ảnh hưởng tới con cái nữa. Yeah. Và tốt nhất là thôi cứ quên ổng đi, mình cứ đi lo làm công việc của mình trước đã, xong rồi vợ chồng có thể là ảnh vui, ảnh ngồi ảnh nhậu đâu đó, nhưng khi về khuyên giải nói chuyện với ảnh thì mình cũng sẽ hiểu. Người phụ nữ mình cũng có những lúc mình cũng vui vẻ với bạn bè mình cũng như vậy, nhưng mà miễn là đừng có quá thôi, có nghĩa là đừng có ngày nào cũng như vậy thì là có vấn đề. Vậy thì chồng chị thường lý do gì để đi nhậu à? Thỉnh thoảng thì ảnh có đi nhậu, nhưng mà thường thì ảnh sẽ lấy lý do là có một số việc trong công ty ảnh không thể nói chuyện với nhau được. Yeah. Thì phải mang ra ngồi ở một cái nơi nào đó mà có thể chia sẻ được với nhau, đồng nghiệp, các bạn trai với nhau thôi. Hoặc là những cái bữa tiệc tùng của công ty thì cũng đi nhậu, nhưng mà những cái việc đó đối với mình nghĩ đó là vì công việc, thành thử ra đối với mình không vấn đề gì cả. Theo chị thì người phụ nữ có thể dùng cách nào đó để có thể lôi kéo người chồng của mình rời bàn nhậu trở về ăn cơm với gia đình vợ con không ạ? Mình nghĩ đến một sớm một chiều thì chắc sẽ khó đối với những người ông chồng mà thích nhậu. Dạ. Nhưng mà bây giờ Yên Thảo cứ nghĩ đi, đi làm về một cái gia đình rất là đầm ấm. Đồ ăn đã có sẵn sàng, rồi vợ thì vui vẻ, rồi con bên cạnh. Thì mình nghĩ ra là người đàn ông người ta sẽ không nỡ mà bỏ cái gia đình để người ta đi nhậu.
Yeah. Với một cái gia đình như vậy thì hạnh phúc đã ở bên cạnh họ rồi. Yeah. Họ không có thể nỡ nào mà họ, tại vì ví dụ như đàn ông người ta đi nhậu cũng có nhiều lý do, hoặc là người ta vui, ham vui với bạn bè, hoặc là người ta buồn chán chuyện gì đó thì người ta đi ra ngoài. Nhưng mà mình nghĩ là với những cái điều kiện như vậy thì người đàn ông người ta sẽ ở lại với gia đình, và người ta cái từng càng ngày. Mà còn anh Lương thì anh Lương có nghĩ là phụ nữ có khả năng khiến đàn ông rời xa bàn nhậu không ạ? Theo tôi thì nếu mà phụ nữ mà làm như vậy thì không phải là một phụ nữ chuẩn mực. Thế chuẩn mực là như thế nào ạ? Nếu mà muốn ngăn được chồng đi nhậu thì phải ngăn từ đầu, đừng để chồng vào cái bàn nhậu là hay nhất. Dạ. Còn nếu mà chồng mà đang nhậu đó thì tôi nghĩ là không nên đưa chồng về nhà. Thực tế thì người chồng cũng phải biết cách. Dạ. Có thể là do ảnh hưởng đến công việc, cái môi trường làm việc của tôi, tất cả các cái cuộc hẹn để em đi ăn nhậu tôi đều xếp lịch hết. Yeah. Và thường là phải người đàn ông cũng cần phải tôn trọng vợ, là phải báo trước cho vợ là mình có những cái buổi tiệc hay là nhậu bạn bè, và nếu mà tốt hơn thì nên chia sẻ được cái nội dung của buổi họp mặt đó. Yeah. Như thế nào thì nó sẽ giúp cho cuộc sống của vợ chồng tốt hơn. Vậy phụ nữ có nên dùng chiêu là lấy độc chị độc, có nghĩa là cùng đi nhậu với chồng không? Cũng có thể tùy cái buổi tiệc đó. Yeah. Nếu mà những người bạn đó biết vợ mình, hoặc là một cái chủ đề nó không liên quan công việc. Còn nếu mà cái buổi tiệc đó hay buổi nhậu đó chỉ bàn về công việc á, thì người vợ không nên tham gia vào cái buổi, yeah, buổi nhậu. Vậy như nếu như mà một người phụ nữ nào đó lấy phải một người chồng quá thích nhậu thì cô ấy nên dùng chiêu thức là cấm tiệc hay là sống chung với lũ ạ? Theo quan điểm của tôi đó thì vợ và chồng nên hiểu nhau, là vợ cũng có những cái sở thích riêng của vợ. Ừ. Shopping là trang điểm, hay là cũng có những cái buổi họp mặt riêng của vợ. Yeah. Nếu buổi họp mặt đó mà không muốn cho chồng đến thì tôi nghĩ người đàn ông cũng phải chấp nhận. Vâng. Còn người đàn ông cũng phải có những cái riêng của mình thông qua những cái buổi tiệc hoặc là ăn nhậu bạn bè hoặc đồng nghiệp. Còn chị Hòa ạ, chị Hòa sẽ cấm tiệc hay là sống chung với lũ ạ? Mình chọn giải pháp là không có cấm tiệc. Yeah. Nhưng mà cũng không sống chung với lũ. Vậy thì giải pháp nó đều ở hai cái thái cực hết. Yeah. Và không có người đàn ông nào mà người ta toàn vẹn hết trơn á. Ừ. Thành thử là mình, nếu mà người đàn ông mà gặp vô phải người chồng mà người ta đã thích nhậu thì phải khuyên giải từ từ để cho bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình. Yeah. Tại vì cấm tiệc thì có thể là nếu mà người ta đam mê nhậu quá, có thể là người ta đã bỏ luôn cả vợ con và cả gia đình, thì lúc đó nó cũng không hay. Thành thử là mình nghĩ với cái giải pháp nào đó mà hòa thuận với nhau, và cả hai nói như anh Lương nói là người chồng người ta cũng phải nghĩ lại chứ, đúng không? Yeah. Người ta cũng phải nghĩ tới cái hạnh phúc gia đình của họ chứ. Yeah. Chứ đâu phải cái việc nhậu họ đâu có đi theo cả đời họ được. Yeah. Mà là vợ con ở bên cạnh họ cả đời. Yeah. Tới lúc ốm đau bệnh hoạn cũng là gia đình lo cho họ. Anh Lương ạ, nhân đây thì Yên Thảo xin được hỏi một câu rất là phụ nữ, là tại sao mà đàn ông các anh lại thích cái nước uống cay xè không bổ dưỡng gì cả, và uống vào sợ ngủ rất là mệt nữa, tại sao vậy ạ? Thực sự tôi cũng chia sẻ thật là người đàn ông, tôi không biết là quan điểm của các cái đàn ông khác như thế nào. Yeah. Nhưng mà đối với tụi tôi thì cái mong muốn được gặp gỡ bạn bè và chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống, trong đó có công việc, và đôi khi có những cái tâm tư, những cái vấn đề gia đình, thì cái người mà chúng tôi mong muốn chia sẻ và chia sẻ tốt nhất là những người bạn thân. Anh Lương ạ, anh có nghĩ là chồng thích nhậu cũng là một trong những nguồn gốc đã khiến cho gia đình lục đục, vậy thì đàn ông có nên điều chỉnh cái thói quen này của mình không ạ? Thực tế thì người đàn ông phải hài hòa được trong cuộc sống, về sự nghiệp, công việc, rồi những cái lo toan cho gia đình, cho vợ, cho con. Và quan điểm của tôi thì cũng không thể nào mà không có những cái cuộc nhậu hay là những cái buổi tiệc với, yeah, bạn bè và đồng nghiệp. Quý vị thân mến, và thông qua chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một thông điệp là những người đàn ông tuy đi nhậu cũng phải luôn nhớ là gia đình của chúng ta đang có vợ con đang đợi, và chúng ta nên làm những gì chuẩn mực nhất, đúng mức nhất, không nên quá đà, bởi như vậy sẽ rất là dễ mất hạnh phúc gia đình lục đục, như vậy thì là điều không ai muốn cả. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn đưa đến cho quý vị và các bạn ngày hôm nay qua chủ đề chồng thích nhậu.
Quý vị thân mến, chương trình Quả Táo Đỏ ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn hai vị khách mời và đặc biệt xin cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Nanny, mẹ yêu thông tỏ mọi điều. Đọc tạp chí HTV kỳ 1 tháng 4 năm 2008, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. HTV thực hiện bộ phim ký sự Hành trình theo chân Bác, khái quát toàn bộ thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác từ nhỏ ở trong nước đến những năm bôn ba ở nhiều nước trên thế giới và đến khi Bác trở về nước. Tạp chí HTV sẽ có bài giới thiệu đầy đủ về lộ trình và tâm sự của những người làm phim. Những chương trình truyền hình thực tế mới mẻ, nụ cười tuổi thơ, những chàng trai, những cô gái theo chân đoàn chinh phục đỉnh Everest đầy gây cấn và hấp dẫn. Hãy đón đọc tạp chí HTV để biết thêm chi tiết đặc biệt về người giành giải thưởng 50 triệu đồng trong chương trình Chúc mừng sinh nhật. Cùng với đó là những phút thật lòng của ca sĩ Mai Khôi. Một phim Việt kỳ này sẽ giới thiệu đến khán giả 3 bộ phim mới: Lọ Lem thời A Cộng, Một ngày không có em và Mưa thủy tinh. Cùng với đó là những bộ phim sắp trình chiếu trên HTV7 và HTV9. Hậu trường truyền hình kỳ này sẽ là những tâm sự cảm động của những phát thanh viên một thời được khán giả yêu mến như Khải Hoàn, Xuân Mai, Thủ Vinh, có những đêm mơ thấy mình trên sóng, nghệ sĩ Thái Hòa, hạnh phúc vì sống bằng nghề. Như thường lệ, tạp chí HTV kỳ 1 tháng 4 đăng chi tiết lịch phát sóng trên các kênh của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các đài phát thanh truyền hình Trà Vinh, Bình Phước, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Long An, nội dung phim hay trên truyền hình cáp HTVC, SCTV. Cùng nhiều bài viết giới thiệu các chương trình sân khấu, ca nhạc, thể thao, thế giới nghệ sĩ trong nước và quốc tế, gương mặt các diễn viên chính trong những bộ phim mà khán giả quan tâm. Tạp chí HTV xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Cơ khí Vận tải Sài Gòn Samco đã tài trợ cho chương trình tạp chí HTV 10 năm đồng hành cùng khán giả. Tạp chí HTV, cẩm nang thưởng thức truyền hình của mọi gia đình. Thông báo của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển nhân sự với các yêu cầu như sau. 1. Chức danh phiên dịch, tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Anh văn và một ngoại ngữ khác trình độ B trở lên, tuổi từ 23 đến 30, tin học trình độ A trở lên, sức khỏe tốt, chiều cao nam 1m70 trở lên, nữ 1m58 trở lên, lý lịch gia đình và bản thân rõ ràng. 2. Chức danh kế toán viên, tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán, tuổi từ 25 đến 35, Anh văn trình độ B trở lên, tin học trình độ A trở lên, lý lịch gia đình và bản thân rõ ràng. Hồ sơ dự tuyển bao gồm đơn xin dự tuyển 1 bản, sơ yếu lý lịch dán ảnh có chứng thực của địa phương 2 bản, văn bằng chứng chỉ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bản sao có xác nhận sau y bản chính, giấy chứng nhận sức khỏe 1 bản. Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Thời gian nộp hồ sơ buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, từ ngày 31 tháng 3 năm 2008 đến ngày 1 tháng 4 năm 2008. Mọi chi tiết xin liên hệ Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8222-517, 2102-554. Siêu mẫu Việt Nam Bali 2008, cơ hội để các bạn trẻ tỏa sáng trong làng thời trang. Siêu mẫu Việt Nam Bali 2008 sẽ chứng kiến sự đăng quang của một thế hệ người mẫu mới thật trẻ trung, hiện đại và tri thức. Mười chín giờ ba mươi thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7, các bạn nhớ đừng bỏ qua nhé. Hãy bắt đầu cho những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ với chương trình Hoa Hướng Dương, chương trình dành cho các bạn tuổi mới lớn. Mỗi tuần một lần, hãy gặp gỡ những bông hoa trong vườn hoa hướng dương của chúng mình. Bạn sẽ thấy rằng mình cũng là một bông hoa hướng dương đang hướng về phía ánh sáng mặt trời, hướng về những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7, kết nối với Hoa Hướng Dương các bạn nhé. Hãy cùng chia sẻ và thưởng thức những thông tin, sự kiện, nhân vật nóng nhất, hấp dẫn nhất về văn hóa giải trí trong nước và quốc tế. Đón xem Nhịp điệu giải trí vào 9:15 sáng Chủ nhật hàng tuần trong chương trình tạp chí văn nghệ trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 2008, phát lại lúc 8:10 sáng thứ năm hàng tuần trong chương trình tạp chí văn nghệ trên kênh HTV9. Ngạc nhiên với nhịp điệu giải trí, thư giãn cùng nhịp điệu giải trí.